những giờ đâu mà gọi rằng bộ. Vậy thì nàng yêu kẻ khác. Và kẻ sắp phi ngựa đến đây để đúng hẹn với nàng chắc là kẻ nàng yêu. Không, ông với người ta không oán không thù thì tại sao? Tại sao phải cần có việc oán thù rồi mới giết? Đời ta thích làm gì thì cứ làm, thích giết ai thì cứ giết. Bởi thế nên ta mới chọn cái nghề giết mướn để làm kế sinh nhai. Sống không cần nhân nghĩa đời nay còn hay giả dối. Chỉ có một điều ta mơ ước mà thôi, đó là tình yêu trong tim nàng. Tôi và ông thật khác biệt tâm hồn, không thể nào nói chuyện yêu đương. Nhưng ngày mai chúng thân cuộc rồi sẽ không còn xa cách nữa đâu. Tôi vẫn chỉ một người ấy mà thôi. Đã dừng cương và sắp đến đây rồi, nàng có yêu một người sắp chết hay không? Chu Viễn Sơn. Chu Viễn Sơn. Phụ. Dạ phụ thân. Nhà phụ. Nhà phụ thứ lỗi cho con vẫn ngỡ là hắn đến. Hắn nào? Để con lên lầu kiếm rượu ngon mang xuống, rồi sẽ cùng nhà phụ tường phân. Thúy Loan, còn Chu Viễn Sơn, và tại sao giữa đêm mưa con lại bỏ nhà đến đây? Con ngày mai con sẽ được vào vinh quang tổng đốc. Vào vinh quang tổng đốc? Con hãy bằng lòng làm vợ của tổng đốc Hàng Châu, chứ mưu đồ của cha Mao thành đạt, và cho đời con được yên vui trong cửa các lầu son. Phụ thân, con đừng nói gì thêm nữa. Còn Chu Viễn Sơn? Ồ, chuyện cho hứa với tình giết mướn chỉ là một điều tính toán. Sau khi con vào vinh quang tổng đốc được rồi, cha sẽ nói với Chu Viễn Sơn rằng cha bị cưỡng ép phải gả con vào cửa các lầu son. Lẽ dĩ nhiên Viễn Sơn không để yên cho ai cướp đoạt người hắn yêu mê mệt, cha sẽ đóng vai trò như ông nhìn nhau cò chung chém giết cho cha được ngồi không nhìn mưa. Và con thành ra vật hy sinh, hãy quên hy vọng tay cuộc đời qua mộng, phải báo hiếu cho cha già. Bây giờ mau về nhà. Nhà phụ, Thúy Loan đâu rồi? Ta đã bảo nó về, vì ta muốn bàn riêng với con một chuyện gấp. Thúy Loan nó sắp phải vào dinh đường hầu tổng đốc Chu Kim Thông. Tổng đốc Chu Kim Thông? Phải. Hắn đã dùng quyền lực áp bức ta, buộc phải gả Dương Thúy Loan cho hắn. Không, con sẽ giết hắn. Kẻ nào muốn chiếm đoạt Dương Thúy Loan là phải chết. Này, nếu con giết được hắn, nhà phụ sẽ lo lót với triều đình nhà Thanh để mua chức tổng đốc này. Con sẽ không phải sợ lo gì nữa cả. Dương Thúy Loan sẽ vĩnh viễn thuộc về con. Nhạc phụ đừng quên lời hứa. Con yên tâm. Thôi, chào tạm biệt. Chào ông bạn. Xin ông bạn làm ơn cho tôi hỏi thăm. Nhà ngươi muốn gì? Ông bạn có thấy người con gái nào vào đây không? Nhà ngươi là ai? Kìa, ông bạn chưa trả lời câu hỏi ấy. Không, nhà ngươi phải trả lời ta trước. Ông bạn muốn gì? Có phải nhà ngươi là nhân tình của cô gái kia nửa đêm khuya họ hẹn giữa nơi này? Dân nhà hẹn gặp tôi nơi quan liễu. Vậy thì nhà ngươi phải chết giữa đêm nay. Kìa ông bạn hãy dừng tay. Phải chăng là ông bạn đã sai? Tôi và ông bạn từ trước đến nay nào quen biết nhau chút quán gây thù. Nhà ngươi là kẻ thù ta phải giết mỗi đêm nay. Nhà ngươi hãy rút kiếm ra.
Hãy rút gươm ra. Khoan, đừng có đánh lộn nữa tụi bay ơi. Ai? Tao nói tao đây chớ còn ai đâu. Một bà lão ăn mày. Chính tao là mẹ của hai đứa bay. Con lại đây cho mẹ biểu, lại đây cho mẹ biểu chúng tôi con. Đã 20 năm trời chia biệt, đến bây giờ mẹ mới gặp nhau. Lão bà là ai chắc tâm tư xúc động, hai có chuyện buồn trong quá khứ nên thốt ra những lời lẽ xa vời. Một bà lão ăn xin nửa điên nửa khùng, hãy bước khỏi nơi này, đừng nói làm gì những chuyện xa xôi. Phải chính mày là con của tao đây rồi, con ơi, 20 năm trời, 20 năm trời mẹ nhớ thương con. Lão bà là ai? Chắc lão bà có tâm sự gì buồn thê thiết lắm. Tâm sự của tao là chuyện buồn của một cô gái điên, bên người ta cuối bỏ rơi tao. Tâm sự gì đâu một bà lão ăn mày, chỉ biết ngửa tay để xin tiền của thiên hạ. Phải, tao chỉ biết ngửa tay để xin tiền thiên hạ. Cũng như 20 năm về trước, tao đi làm kiếm để ngửa tay nhận tiền về mua sữa nuôi con. Rồi khi chúng vừa mới chập chững bước đi thì tao cũng chập chững bước chân vào khốn khổ. Lão bà nó thấy nghĩa là sao? Nghĩa là sau một đêm kinh hoàng của 20 năm về trước, mẹ con tao phải cách xa nhau biển biệt đến bây giờ. Tao xa con tao khi chúng hải còn trong tuổi dài khờ, tôi gót chân mới tập lần những bước đầu. Tao xa con tao rồi ai dỗ chúng ngủ yên, ai mớm cho chúng những ngạt cơm thay sữa mẹ. 20 năm nay tao sống bằng thảm lợi, lạc giọng kêu con mà bóng trẻ xa mờ. Bà mất con thì hãy lo việc tìm con, đừng can dự vào chuyện bàn quan của thiên hạ. Nơi đây không có ai là con của bà đâu. Có chứ, chính mắt tao vừa trông thấy con tao. Con tao là mày đó, mày là một trong hai đứa con tao. Ôi sung sướng làm sao, con của mẹ lớn con rồi. Con ơi gian khổ đã nghi nuôi con đến độ nên người, vì ơn Phật trời đáp lời mẹ đây cầu nguyện. Con ơi con lại gần mẹ hơn, cho mẹ ôm con trong vòng tay âu yếm. Như ngày nào con nói tiếng mẹ đầu tiên, rồi con dìu dắt mẹ đi tìm anh, gia đình ta sẽ đoàn viên ngồi ngô. Sao con còn đứng đó hay con đợi mẹ đến ôm mí chầm như quả mới lìa nuôi. Ôi dạ ra nhà ngươi thật là vô lễ. Dù sao đi nữa bà ta cũng đáng tuổi mẹ nhà ngươi. Mẹ của nhà ngươi chứ đâu phải là mẹ của ta. Hãy ở đó mà săn sóc cho bà già, rồi chút nữa sẽ cùng ta thử sức. Chào. Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu? Tôi phải đi tìm mới được. Cảm ơn cậu tốt lòng, giờ xin cha biết. Thôi đi con. Lão bà. Thank you.
bạn là ai? Nếu là bạn hãy bước vào đây đối ẩm. Nếu là kẻ thù hãy hành động phân minh. Không thù cũng không bạn. Nghĩa là một khách lỡ đường. Đêm đã khuya, hình như ông đang nóng lòng chờ đợi ai nơi quán liễu này thì phải. Dân dân, tôi chờ đợi một người. Một người con gái, nàng tên là Dương Thúy Loan. Dân, mà tại sao? Tôi là bạn của nàng. Bạn của nàng? Vậy mời ông bạn. Tôi cần phải đi thật gấp. Nhưng Dương Thúy Loan, nàng có chuyện lời nhờ tôi nhắn nhủ. À mà không, phải nói là trăn trối thì đúng hơn. Hả? Trăn trối? Nghĩa là Dương Thi Loan nàng đã chết. Trời ơi, nàng đã chết. Nàng đã chết cũng vào một đêm mưa tầm tã tôi. Và mây xăm chích khăn tan về đưa tìm. Trước khi nhắm mắt nàng có nhắn lại tôi đôi lời sau cuối, nói rằng tình nàng trọn đời vẫn gửi cho ông. Dẫu nghìn thu cách biệt trùng, đã không giữ tròn thủy chung, đành chia tay đôi ngã đôi đường. Ôi còn chua xót nào hơn, ngoảnh mặt nhìn quá khứ sau đây, kỷ niệm đã chôn vùi. Phận sợ xong rồi tôi xin ra đi. Khoan, xin ông bạn dừng chân cho tôi hỏi thăm nơi vùi thân người bạc số, để tôi thắp nén tàn hương bên phần mộ kẻ yêu mình. Cho kỷ niệm thở gần nhau mà quyện khói hương trần, biên ngâm cảnh dương gian trở thành vô nghĩa. Dù ba tấc đất muôn đời chia sẻ tình tôi, nhớ ngày nào hẹn ước chuyện tròn vui, hai đứa sẽ thành đôi tên nẻo hồng pháo đỏ. Nay mùa xuân chưa sang mà quá tàn liễu rũ tiếng đêm hẹn, tàn đông cớ lành y lúc tâm hồn. Ông hạng hãy giúp đưa đường cho cánh bướm hẹn về thăm xác qua đây dưới lòng đất lành. Thương xót qua rơi sao trời thôi lấp lánh nẻo vắng tôi và ông bạn chắc nhiều nhau. Phần mộ của nàng. Dân, ta hãy đi mau. Phần mộ của nàng tôi làm sao biết được. Hả? Hôm đám táng nàng tôi có việc phải đi xa. À, mưa đã tạnh rồi, tôi xin đi đây. Khoan đã, ông bạn. Đây là một người bạn mà đại ca vừa mới quen. Thời gian làm quen đó không dài hơn thời gian mà cô bé dùng để nói một câu chuyện dài dòng, rốt cuộc chẳng ăn nhầm vào đâu cả. Ông khách này thật là vô lễ à. Khi không rồi tới nhà, nghe xong rồi xía vô luận hàng. Ông biết chi mà ông nói chẳng ăn nhầm. Cô em giữ lời lễ đây với một người bạn tốt của đại ca. Ai biểu ông ta làm tài khôn can dự, vào chuyện rồi mới quen em phải quên lịch sự. Đàn ông mà gì mà không bắt trước đại ca, không phong nhã hào hoa kiếp người ta yêu chuộng. Phải rồi, đại ca của cô rất nên yêu chuộng, và tôi biết cô yêu đại ca cô lắm. Đại ca ơi, rồi anh quên nàng. Nhưng bạn nói chi Dương Thúy Loan nào? À, Dương Thúy Loan là người yêu của đại ca. Đại ca đã có người yêu rồi, nhưng nàng đã lìa đời từ mấy hôm qua.
nàng chết để cho tình ông trọn vẹn với người ta còn hơn là sống để nhìn ông bụi bã. Xong, ông bạn, ông đã lầm rồi. Ta hay là đại ca phải bỏ đi biệt tích. Em nghe lời của đại ca đi nè, đại ca đừng bỏ em nha. Hãy vào trong kia. Xin dân, xin giả biệt Chu Cẩm Bình. Chị, sao bạn lại biết tên tôi? Tại vì chị, ông bạn, tại sao bạn vừa bỏ ra đi? Ông bạn, ông bạn, ông bạn ơi. Từ lúc trời vừa, người con gái nào vào đây không? Có, nhưng đó là em của tôi. Không, ta chỉ muốn hỏi đến con gái ta. Nó tên là Dương Thúy Loan. Hả? Dương Thúy Loan? Nghĩa là nhà ngươi quen biết với con gái ta. Dừng. Nhưng hiện giờ còn ta đâu? Dương Thúy Loan hiện ra sao? Nàng đã. Đã thế nào? Nàng đã rời Dương gia, định mạng biến nàng thành kẻ bát phận. Con ta mà chết hay sao? Ai cho ngươi biết nó chết do đâu? Khi mưa chưa dứt, con chào cho biết tình tức. Ông khách à, ông khách nào? Ông ta vừa mới xa rời nơi đây. Khốn nạn, hoặc là ngươi nói dối, hoặc là ngươi đã ám hại con ta. Không, không, nhà ngươi phải chết. Ta sẽ theo đuổi kỳ cùng, đừng hòng thoát khỏi tay ta. Không, xin đừng giết Chú Cẩm Bình. Ai đó phải tranh ra thủ. Chú Cẩm Bình, ta theo tìm giết ngươi đây. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, trời ơi, sao phụ thân nỡ làm mù đôi mắt của con? Con là Dương Thi Loan đây mà. À, ai đó, ai vừa chậm chậm bước qua cửa quán? Tôi là một khách lỡ đường từ một miền xa đến, định ghé vào quán khuya tìm rượu đốt đêm dài. Còn cô nương, sao lại cải trang nam tử như thế này? Nếu vuông khăn bôi mái tóc dài không súc môi, thì tôi vẫn ngỡ mình đang đứng trước một thanh niên. Ông ơi, ông, tôi vẫn đứng yên một chỗ đây nè. Cô nương tìm kiếm gì mà sờ soạng vậy? Ông ơi, ông làm ơn dìu giùm tôi lại chỗ ngồi. Trời, cô nương đã. Phải, tôi đã một ngày trước gặp tôi. Từ đây tôi mất hết ánh sáng, nụ cười và lẽ sống đôi mươi để nhận tròn vẹn nỗi đơn côi. Sau cuộc chia vui với người yêu trong mộng, để tuân lệnh cha xuất gia theo chồng với một trời quan trống trong lòng. Tôi lại trở thành ra kẻ phế nhân. Ông ơi, ông đi rồi sao ông? Tôi vẫn đứng đây để buồn lấy cái tâm sự não nồng của một cô thiếu nữ bạc phần. Xin ông vui lòng cho tôi theo xuôi ngựa. Không, không được đâu nàng ơi. Tại vì sao? Vì đường ta đi còn thấm thấm tích mục. Ta đã đi suốt 20 năm trời mà vẫn chưa tới mức. Một mình ta mà vẫn chưa tìm ra những người thân yêu nhất. Tuổi già sắp buộc ta bỏ cuộc một ngày gần. Gian khổ của ta sẽ làm thêm vất vả đời này. Ông đi tìm kiếm những người thân nào đó vậy? Họ ở đâu mà ông tìm mãi suốt 20 năm? Họ ở đâu? Ta tự dâng lương tâm, xem sự ruồng bỏ cũ đã đẩy vợ con mình xa bao nhiêu dầm liều. Xem hiện giờ chúng đang thất thiểu nơi đâu? Nơi gian trời hay góc biển? Để ta nghe lòng thêm đầy nghiêng. Khi tôi trở về chiều, ta mới nếm mùi cô đơn. Ông xa vợ xa con, suốt 20 năm chia biệt đôi đường. Bởi tâm chức tâm sự
tử tôi buồn nhưng chuyện ông còn đau xót nhiều hơn. Nghe tâm sự của cô tôi xét lại chuyện riêng tư mà chừng như gan bào ruột thắt. Một người vợ tuổi còn son hai đứa con còn qua qua tiếng gấp đã ngót 20 năm tôi không thấy mặt bao giờ. Gặp lại vợ con đôi với tôi là niềm vui vô bên vô bờ. Tôi là khách giang hồ dài đây mai đó gót chân dầm mòn dáng nẻo gần xa. Nhưng một mực đánh tấm vàng mà ta hằng mong đợi bước qua là bổn phận làm chồng làm cha cho vẹn vẹn. Thì ta vẫn ngay lo một ngày kia tiếc rẻ chưa bước chân qua mà đã gục ngã trên đường. Xin ông cho tôi theo ông để chia sớt nỗi vui buồn. Chắc là không có vui đâu, trọn chuỗi ngày tàn của tôi chỉ là u sầu dằn dắt. Chuyện nàng mong sẽ không có được bao giờ. Tuổi của ta là tuổi sắp xuân mòn, trên bước giang hồ ta lại mang theo một cô gái trẻ như nàng thì làm sao cho tiện. Ông không cho tôi theo thì tôi nhất định. Nàng nhất định gì? Tôi sẽ cắn lưỡi viên sư. Đừng nàng đừng liều lĩnh quỷ thân. Ta sẽ đưa nàng theo ta về dinh. À mà không, đưa nàng theo ta tránh khắp nẻo gần xa xôi ngược. Thôi ngoài trời mưa đã dứt hột, nàng hãy theo ta tiếp tục lối đăng trình. Cảm ơn ông, tôi chỉ chờ mong câu nói đó để lên đường. Kẻo phụ thân tôi trở lại sẽ gây nhiều rắc rối. Thôi ta đi. Ê, trả tiền rượu, trả tiền rượu. Trời ơi, chúng nó bỏ đi hết rồi. Chúng nó ăn giật của tôi nè trời. Bớ người ta, bớ ông trời. Ê, thằng nào mà la om sòm vậy? Ông trời lớn đã ngủ rồi, chỉ còn con trai của ông, tức là trời nhỏ là tao đây. Ê, thằng kia, mày là ai? Tao là em út của đại ca tao. Nhưng đại ca mày là thằng nào? Mở rộng lỗ tai ra mà nghe cho rõ. Mỹ danh của đại ca tao là Chu Cẩm Bình. Chu Cẩm Bình. Chu Cẩm Bình, đội trưởng đội nghĩa sĩ kháng thanh phục minh ở Hàng Châu này đó. Vậy là quán tôi đãi rượu không tính tiền. Vậy thì tử bảo. Dạ. Mang ra thêm một sĩ đi. Dạ, bẩm đại quan. Điều gì? Bẩm có một bà lão ăn mày điên khùng đang đứng la lối ngoài cổng. Tâm cổ mụ ấy đi ngay. Dạ, bẩm. Nhưng bà lão đã đến kia rồi. Ê, thằng mặc đồ sang kia, sao mày đuổi tao đi? Để cho bà khỏi chết khi một đại quan bực dọc. Mày muốn giết tao? Phải mà. Bây giờ mày được ngồi cao, được bao người trọng vọng, cho nên mày coi mạng sống con người như một loài cỏ dại vô tri. Phải mà, từ 20 năm trước đây mày đã từng xem sinh mạng của những người thân yêu nhẹ hơn một lòng say sưa chè chen. Bà là ai? Bà muốn gì? Tao là người mà 20 năm trước đây đã đem thân làm gái đêm để có tiền mua sữa nuôi con. Giờ đây chúng đã thành nhân. Nếu chúng còn sống đến giờ này 20 năm hơn trong lạc loài phong sương. Các con của bà phải chăng đã tuyệt mạng
sau khi cha của chúng chết mà ta chúng nó hiện giờ vẫn còn sống giữa dinh sang quên đời quá khứ 20 năm, quên những khi đối lạnh thương hàng khi quen mùi chung đình bạc vàng. Hà mong cô bà hãy nhìn kỹ lại, chồng của bà là chú Kim Thông đây. Chú Kim Thông, đó là tên của một người chồng bác nghĩa. Không, 20 năm trước khi ta trở lại mái nhà thân yêu thì xóm thôn xưa chỉ còn là quan địa. Từ đó ta đi tìm nàng, tìm hai con khắp 10 phương. Hà Móng Cô, ta là chú Kim Thông, là chồng cũ của nàng đây. Chồng? Không, ta không cần chồng. Tao chỉ cần cuộc tao chỉ cần thôi, tao chia thì tìm con tao mới được. Hà Móng Cô, nàng nói thế nghĩa là hai đứa con của tao đã thất lạc, nhưng thế nào tao cũng tìm gặp con tao. Thật lạc 20 năm trời, ta biết tìm chung nơi đâu. Ta cầu phong sương nhuộm trăng, nhưng tao tìm chúng không có lắm, vì nơi lòng bàn tay trái của mỗi đứa con tao đều có khắc một chữ chú đậm nét bằng dấu chạm. Thôi tao đi nghiêng. Hà Móng Cô, bao giờ ta gặp lại nàng? Khi nào tao tìm gặp con tao, tao sẽ đưa chúng đến đây để nhìn thằng cha của nó. Hà Móng Cô, Hà Móng Cô, chết! Kìa, nhà ngươi là người giết muốn. Nhà ngươi muốn gì? Đòi nợ. Nhà ngươi ăn nói nên giữ lời, một đại quan thì có nợ nần gì với một tên giết muốn? Có chứ, nhà ngươi đã dây lầm một món nợ của ta khi cướp đoạt một người qua là hôn thê của ta về giam giữ ở dinh đường. Hôn thê của một tên giết muôn chắc khó làm vừa giả một đại quan. Nàng là người đẹp dương khí luồn, hả? Phải, đó là hình ảnh ta tôn thờ trong tim. Nhà ngươi đã cướp nàng, ta quyết chẳng để yên. Tên danh con đừng lân lui dài lời, ta đã nói nhiều rồi, giờ lưới thép ra tay. Quan ông ơi, ông à, chuyện gì đã xảy ra nơi đây vậy ông? Kìa Dương Thuy Loan, ai vừa gọi đến tên tôi? Anh là Chu Viễn Sơn, anh là hôn phu của em đây. Tên giết muôn? Phải, chính anh. Anh lên đây để giải thoát cho em, rồi chúng ta sẽ trở về nhà làm lễ cưới. Không, không. Kìa, em nói gì lạ vậy? Tại sao em không muốn trở về? Tại vì nàng không muốn sống chung với một thằng giết muôn. Trời, nàng có nghĩ như thế không Dương Thuy Loan? Hãy ở đây nói với nàng lời chia tay cho trọn. Ta đi dặn yên rời khỏi dinh đường. Thuy Loan, cái gì đã đổi thay nàng? Tôi có đổi thay chi mà ông bảo rằng thay đổi? Nhưng tôi thấy rõ hoàn cảnh cao sang đã khiến nàng vong bội, quên bỏ nghĩa tình xưa khi chọn đường. Vì nơi đây rực sáng đèn hoa nghe làm u tối mọi linh hồn, còn chú Diễn Sơn này chỉ là một đốm lửa trong đêm đường tuyết phủ sương giăng. Người đàn bà nào cũng mong cầu mặt đẹp ăn sang nơi nghĩa nhân và chung thủy. Dương Thuy Loan, phải chăng nàng là một loại yêu mị đưa đẩy ta đến thất trí bởi si tình? Ta sẽ giết tất cả mọi người, ta sẽ đạp đổ dinh sang để trả nàng trở lại với Dương gia trang thanh bằng xưa cũ, cho nàng nói lại tiếng chung tình với thằng giết mướn như ta.
biết muốn hãy lui ra. Đừng buộc bọn cận vệ của ta phải dùng sức mạnh. Ta chỉ đòi ngõ nơi này trên xác chết nhà ngươi. Cận vệ, hãy để cho hắn thoát. Kính chào ngài tổng đốc. Mừng Đông Dương trang chủ. Phụ thân. Kìa, Dương Thi Loan, tại sao đôi mắt con... Đôi mắt con đã không còn trông thi nữa. Bởi đêm qua chính do cha dùng độc thổ nên con qua kiếp mù đuôi sao thiên thét giữa đêm dài. Trời, con... Con trở lại có mình con trong quán liễu hoài. Nay nhờ có ông đi những lời thương giúp mở và nhân từ dìu dắt con về đây. Đây là đâu và ông ấy là ai mà không khi như quy nghi rạng rần. Còn phụ thân con ngỡ rằng không gặp nữa, cha có mừng không khi gặp lại đứa con hiền. Đây là dinh đường của đại quan tổng đốc, ông ấy sẽ chữa lành cho đôi mắt của con. Phụ thân, phụ thân, ngài đại quan tổng đốc, tất cả đã đi rồi, chỉ còn lại Dương Thi Loan sầu tuyệt vọng đơn côi. Trời đêm nay hình như cũng giăng đầy mưa bụi. Ta nghe tiếng vô động ngoài các chồm cây, nghe lá rụng chợt nhớ đến người yêu buồn muốn khóc. Ai đó? Ai mới vào đây? Có phải ngài không? Ngài đại quan tổng đốc. Dạ, dạ thưa bà, tôi là... Ông là ai? Vào đây để làm gì? Sao giọng nói của ông hình như quen thuộc? Dạ thưa bà, tôi chỉ là một người khách lạ. Cũng như đêm nào nơi quan liễu cầu khuya, quan liễu nơi đây cũng vào lúc đêm ngửa nghỉ chân, để bỡ ngỡ hay tin người yêu mình đã chết. Kìa, nói vậy ông đây là... Dạ không, tôi chỉ là một người khách lạ ghé ngang đây rồi ra đi vội vã. Dù biết rằng bỏ lại sau lưng kỷ niệm ngày xưa chôn liệm đã lâu rồi. Gió ngoài kia như lành lạnh trớ sáng mùa, người yêu tôi chết cũng vào một đêm mưa. Tầm ta có mây sấm về đưa tiễn chết khăn tang. Khi được tin ấy tôi cúi đầu buồn bã, nước mắt ta nhỏ theo mưa lạnh đêm sương. Thôi kể từ đây đôi ngã đôi đường, một kẻ ra đi và một người thương nhớ. Kể tiếp đi. Đâu còn gì nữa, chuyện tình nào lại không có kỷ niệm thiêng thương? Không, kỷ niệm cũ rồi cũng bị dứt lại sau lưng chôn vùi trong quá khứ. Tôi còn lại gì đâu mà thương mà nhớ, chuyện ngày xưa như nước khi trái qua cầu. Tôi chỉ là một người khách lạ cô đơn đang gánh nặng cơn sầu. Ở tương lai là những gì chưa biết đến, còn hiện tại là đánh mất tình yêu. Cho nên có những đêm trời lấp phấp giọt mưa bay, tối dầm mưa lạnh để đi tìm áo ảnh. Nhưng áo ảnh thì nhạt nhòa theo sương khói, đôi bắt muôn đời tay trắng vẫn hoàng không. Khốn kiếp! Kìa, nhà ngươi đây là tổng đốc Chu Kim Thông, còn nhà ngươi là ai? Dạ dạ, dạ thưa đại quan, ông ta chỉ là một người khách lạ. Một người khách lạ thì vào đây để làm gì? Nếu ta nói rằng ta vào đây với định là bắt cóc người con gái này, nhà ngươi nghĩ sao? Ta sẽ chém bay đầu nhà ngươi tức khắc.
Khoan, chắc nhà ngươi yêu nàng lắm phải không? Thôi hãy im đi, một đứa trẻ con còn ngu dại, tuổi đời chỉ đang bằng con ta cút đi, ta sẽ dung tha. Ta chỉ rời khỏi nơi đây sau khi ta giành lấy người mà ta yêu đang bị ngươi cầm giam. Nhà ngươi là người yêu của nàng Dương Phi Loan. Phải, ta là người yêu nàng, nàng là người yêu ta. Cha mẹ ngươi đâu mà sao không dạy con để nó đặt điều phạm thượng. Ta là một đứa trẻ mồ côi giờ đây nghe chỉ giết người thôi. À, trời, đại ca, đại ca tôi đã bị thương. Đại ca, em sẽ trả thù cho đại ca. Cô bé kia, nàng là ai mà cũng học đòi cầm gươm vào chỗ chết? Ta là kẻ thù của bọn hán gian như ngươi. Bọn nghĩa sĩ Phục Minh à? Đúng. Đại ca của cô em tên gì? Chu Cẩm Bình. Chu Cẩm Bình, họ Chu cùng một họ như ta. Kìa, nhà ngươi xăm xôi bàn tay của đại ca ta chi vậy? Trời, đúng no rồi. Ông, lúc nãy ông hung hăng như thú dữ, rồi bây giờ sóng mắt ông lại rưng rưng. Tại sao? Tại gì? Thôi, cô em hãy lay tỉnh đại ca đi, rồi ta sẽ trở lại với thuốc cô thương. Nhờ nói với đại ca của cô em rằng ta đã không cướp đi mạng sống của Chu Cẩm Bình, mà ta còn sẽ trả lại người tình cho nó nữa. Ta đi. Đại ca, đại ca hãy tỉnh lại mau, nghe em hỏi nè. Cái ông hồi nãy ông nói đại ca có người tình rồi, mà có đúng như vậy không? Phải, người tình của đại ca đã bị quyền lực cướp đi, nhưng cho đến chết đại ca cũng vẫn mãi thương nhớ, mãi còn yêu trong chia biệt. Trời ơi, tiếng nói của đại ca Phúc ca thật là hồn nhiên tha thiết. Nhưng đối với Bạch Phượng, dù tiếng nói kia chừng như tiếng sét đánh dội xuống hồn em giết chết mong ban đầu. Em đã yêu đại ca từ lúc mới cùng nhau cắt máu ăn thề. Vì yêu đại ca nên em xông pha vào nguy hiểm để nuôi ảo anh một ngày vui trọn vẹn bên người yêu. Nhưng giờ đây chưa chắc biết bao nhiêu đại ca đã cố người yêu. Tình em trở nên đơn phương tuyệt vọng, bước tiêu linh em đành trọn để nuôi sầu. Vĩnh biệt đại ca. Bạch Phượng Du, Bạch Phượng Du. Đây là đâu? Ta vừa thoát qua cơn bất tỉnh, vết thương còn đây mà, ai đã băng bó lại cho ta? Kìa, cậu, cậu đã tỉnh rồi. Dạ, ông là người đã băng bó vết thương cho tôi. Sao ông lại che mặt bằng vuông khăn kia? Ông sợ gì? Ta sợ khi cậu nhìn thấy được mặt ta, cậu sẽ ghê tổn ta hơn là loài thú dữ. Vì gương mặt của ta nó sâu xa như ác quỷ, nó sâu hơn vết chàm ở trong lòng bàn tay của cậu nữa kìa. Sao ông biết trong lòng bàn tay trái của tôi lại có khắc dấu chàm? Chính tay ta đã khắc nó vào tay cậu. Hả? Ông là ai mà? Ta là bản thân của cha cậu ngày xưa. Cha tôi hiện giờ ở đâu? Đã chết rồi. Trời! Ông có bỏ vuông khăn che mặt kia, tôi mới tin lời ông nói. Cậu hãy nhìn kìa, tổng đốc Hàng Châu. Xong, không bao giờ ta tin lời của ngươi đâu. Lời của một kẻ đã đánh mất lương tâm, đi làm hán gian đi mưu cầu vĩnh sáng trong phản bội. Phải, ta là kẻ bỏ rơi đất nước quê hương và bỏ rơi cuộc đời trong vũng bùn đen tối. Nhưng có một điều ta không bỏ được, vì đó là máu, là xương, là tất cả niềm thương kết tụ bởi thâm tình. Ta muốn gào to lên trong nguồn rung cảm chân thề.
đi nỗi niềm nhung nhớ, cho từng giọt máu theo lối cũ trở về tim. Ta muốn đóng một vai trò tình cảm trong vở kịch đời đầy nước mắt ly tan, nhưng chỉ sợ cho cả bàng quan hiểu lầm rằng ta đội lớp nhà tu gây đều hung ác. Nhà ngươi nói gì nghe khó hiểu, tại sao nhà ngươi giả dạng lão lăng ly, tại sao dám tự nhận là bạn thân của cha ta ngày trước? Nhà ngươi muốn gì? Ta muốn mình biến thành nhà sư, ngồi lặng yên giữa tiếng chuông chiều sao đầm. Quá khứ tương lai không cần biết đến, còn hiện tại chỉ có lời kinh biên kệ để lãng quên đời. Để không khóc đau, không nức nở ngậm ngùi, ta muốn gọi tên nhà ngươi như một người thân thuộc, nhưng chợt nhớ mình chỉ là hai kẻ lạ mà thôi. Cho nên ta gục đầu chua xót cho thân ta, trong tuổi già sau cuộc đời buồn bã, giống như cội cây khô đứng giữa trời cô độc, lá đã tan cành tự thở nào đâu. Nếu nhà ngươi ở vào hoàn cảnh khác, có lẽ tâm sự nhà ngươi đã làm ta xúc động. Nhưng trong hoàn cảnh này, ta cho nhà ngươi còn nhà, thôi hãy tránh xa ta ra. Trước khi ta đổi ý, đi đi. Thật là rồ dại vô cùng. Tôn ông là ai? Tôn ông muốn nói gì? Ta là một người Hán, nhưng không ưa bọn Hán gian. Và ta muốn nói nhà ngươi đã bỏ qua một cơ hội bằng vàng để cho lão tổng đốc đơn thân trở về dinh đường vô sự. Cơ hội đó biết bao giờ mới tìm lại nữa, bởi lão tổng đốc sẽ không bao giờ rời bỏ dinh trung, chỉ một mình với một thân vương đến một phương nơi quan vắng như thế này. Nếu ta không bị sức già nua ngăn cản, thì lão đã khó an toàn tính mạng trở về dinh. Ta nhớ lại rồi, vậy bây giờ đừng quý bỏ thời gian, lão chưa đi xa nhà ngươi hãy tiếp lên yên. Ta cho hưởng thanh vương và con tuấn mã sẵn chờ lâu của tên Hán gian. Dạ quan, xin đại ca chớ vội lên yên để nghe em cạn lời khuân tỏ. Người mà đại ca quyết ra tay sát tử chính là một người cha đang thiết tha tìm gặp hiền. Chuyện đó anh. Dạ có chứ, em sắp thừa ra cho đại. Chu Kim Thông là một tên Hán, không có trường hợp nào ngăn ta giết kẻ thù. Dạ nhưng em quả quyết có trường nghe tiếp lời em, để vẹn gìn mối thâm tình quyết nhục thiên liêng. Nhưng ta có ràng buộc gì đâu với một tên Hán gian. Dạ tổng đốc Chu Kim Thông với đại ca là người cha ruột. Hả, cái gì? Đại ca vẫn thầm mong gặp cha mình trong suốt 20 năm. Tiểu hầu, có lẽ nào cha của ta là Chu Kim Thông? Dạ trong suốt 2 hôm kể từ đêm mà đại ca vào quán, em đã theo dõi ông ta và một lời rằng chú cha ruột của đại ca. Kìa, tổng đốc Chu Kiếm Thông đã trở lại tìm đại ca kìa. Ông đã nghe lời phát giác của gã kia, lời nói đó đúng là sự thật. Ha? Cha, cha con, con chính là đứa con mà suốt 20 năm cha chỉ mong gặp được. Đêm qua cha nhìn ra rõ chữ chú. Cha, cha, thôi hãy lau nước mắt để đi lo tìm em con nữa.
Em trai của con năm nay nó tròn 22 tuổi, nơi lòng bàn tay trai của nó cũng có dấu chàm in hệt như của con. Đại quan, đại quan ơi, đã là nhìn lại ánh sáng rồi. À kìa, Chu Cẩm Bình nữa à, anh đi tìm em có phải không? Kìa, tại sao anh không gọi tên em như những lần trước kia chúng mình đã gặp gỡ? Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Đại quan, ông có biết hay không? Sao ông cũng yên lặng? Vì ta là người ngoại cuộc. Nhưng ông cần nên biết một lần. Ta biết Chu Cẩm Bình là người yêu của nàng ngày trước. Không, nàng và đại quan có cuộc hôn nhân. Chu Cẩm Bình đã đóng trọn vai trò tạm dừng chân xa lắm. Tôi xin trở về cùng xuân gian. Không, Cẩm Bình ơi, khi một loài chim vỗ cánh bay xa vẫn không thể nào quên rừng xưa núi cũ. Huống chi người đã trót yêu nhau thì không thể nói quên nhau cho hận tuổi trong. Kỷ niệm nào đâu sao dội nó quên đi, không trong những đêm dài buồn bã ngồi nghe lá rụng bên thềm em chợt tưởng bước chân anh, rồi úp mặt vào đêm em nghe buồn trống trải thầm gọi tên người yêu cũ đã đi xa. Bên buông nẻo sông mẹ một nơi biết còn gì thương nhớ. Dương Thi Loan, nàng hãy quên tôi đi, tình yêu cũ giờ đây không còn nữa. Không còn nữa, tại sao anh luôn chấp cánh chim ta để ra đi cùng với một cô gái lạ, để cho hình ảnh của em sắp sẽ bị vùi chôn trong đáy mộ ân tình. Em sẽ cô đơn thầm khóc chuyện riêng mình, tại sao anh nỡ quên em một người con gái nhỏ miệng suốt đời chỉ một mình anh. Chu Cẩm Bình, anh đừng bỏ rơi em dù hoàn cảnh có tạo ra nhiều ngăn cách. Tình chúng ta sẽ nghĩ sáng bằng cách đi biệt, vượt đến cung trời có qua bốn ngày xuân. Không, nàng hãy quên tôi đi. Không, Chu Cẩm Bình, nhà ngươi đừng tự dối, hãy can đảm đưa nàng rời khỏi nơi đây. Trong con người của nhà ngươi hạnh phúc là điều ta mơ ước suốt 20 năm nay. Hãy đưa nàng đi và đừng nói gì nữa cả. Kìa, con gái của ông đã đi rồi, cho nàng một người dẫn đường. Sự hy sinh của ngài rồi. Trước kia tôi muốn cha con ngài giết nhau chỉ vì muốn tranh ngôi cao tổng đốc, nhưng nay ngài đã hy sinh cho hạnh phúc con gái tôi thì tôi cũng phải biết quên tham vọng tư riêng vì hạnh phúc của con trai ngài. Vậy xin mời anh Xui về dinh đường cùng tôi uống rượu mừng cho hai té. Nào, chúng ta cùng đi đi. Kìa, tên giết bướng, nhà ngươi con theo đuổi người đi trước đó với mục đích gì? Thực hiện một lời thề là giết tất cả những kẻ nào chiếm đoạt người ta yêu, sẽ giết luôn những kẻ cản ngăn ta làm công việc đó. Thế thì nhà ngươi hãy giết ta đi, chứ đừng chạm đến Chu Cẩm Bình. Được, hãy trong đây. Dân, đừng dối xuống ta. Trên đời này có đứa con nào lại đi giết? Ai bà lão ăn xin, bà là gì mà theo làm bực? Mẹ con đây. Thôi, hãy buông ta ra, hoặc là bà phải chết. Quá đúng rồi, quá đúng rồi đây mà. Bà thấy gì ở lòng bàn tay ta? Mẹ trông lại rõ ràng một dấu tích, dấu chạm ngõ du còn đậm nét ở tay con. Chú Diễn Sơn, cha con đứng đằng kia kìa, đó là tổng đốc Chu Kiến Tông.
Còn mẹ là người mẹ đau khổ đã xa con suốt 20 năm dằn vặt. Đến giờ đây mới gặp lại được con mình cho đoàn viên. Quyết nhục thâm tình anh của con là chú Cấm Bình, mẹ đang tìm mãi chưa ra. Đây là mẹ, kia là cha. Còn người sắp đi xa mà con theo tìm viết nửa đường chính là chú Cẩm Bình anh con. Mẹ cha ơi, dòng máu nào cũng trở về, tim lá khô nào cũng rơi về cõi. Vậy con xin quỳ xuống đây sám hối đi nhận lấy tình thương của mẹ buổi sau cùng. Những tháng năm qua con chỉ là một kẻ quan đàn, từ buổi ấu thơ cho đến ngày con lớn không một mấy lần nào biết mặt mẹ cha, không một lần được ôm vào lòng để nghe những lời đôi khi tuổi của mình còn thơ dại. Cho nên đối với đời con như hờn như trách, không hiểu quá tại sao mình chẳng có gia đình. Con ơi, tại vì 20 năm trước gia đình mình tan nát bởi đau binh, có cha mẹ nào lại không biết thương con, dù con có làm gì đi nữa thì chỉ một tiếng gọi mẹ thân yêu cũng gột rửa mọi sai lầm. Chú Diễn Sơn, con ở đây trong vòng tay của mẹ, để cha đi gọi chú Cẩm Bình về họp mặt bên nhau, rồi gia đình ta sẽ rời bỏ Hàng Châu, trở về xóm thôn xưa dựng lại mái nhà yêu dấu cũ. Hà mong cô, bà hãy ôm con vào lòng như ngày nào bà ru con ngủ, cho con nó được nghe lời ca của mẫu tử thâm tình. Con ơi con ngủ cho say, mẹ đi gọi gió yêu mây nâng trời trời buồn nhỏ giọt mưa xa. Mẹ vui mẹ hát bài ca sum dày. Bà, con trai lớn của bà đây, tôi đã đưa nó về cho bà gặp mặt. Chú Cẩm Bình, con. Chú Cẩm Bình, tên giết mướn ngày nào chính là em ruột của con. Nó tên là Chú Diễn Sơn. Chú Diễn Sơn, em Chú Cẩm Bình, anh. Còn đây là Dương Thi Loan, cô dâu tương lai của bà đó. Ôi sung sướng vô cùng, con trai lớn của tôi đã lên chồng lên vợ buổi đoàn viên. Ông ơi ông còn liên tiếp chi mà không từ biệt quy quyền, để về quê cũ vui cuộc sống thanh bần trong vô vàn hạnh phúc. Phải ta hãy kịp đi ngay đường tương lai duỗi dài trước mặt. Cơn giông bão 20 năm đến hồi liêm dứt, giờ sắp rạng bình minh hạnh phúc ngập chân trời. Dòng lệ đang ngừng rơi cho dành môi nở thắm nụ cười. Ôi những tiếng ru hời của mẹ đã đưa cuộc đời con trẻ đến thiên thần. Mẹ cha là tất cả, kể từ đây tình thắm sẽ hoàng thấy đời quay mộng. Màu xanh đã trở về trên cuộc sống hạnh phúc ngạt ngào hương theo gió lòng gót đăng trình. Vui sướng thay cho gia đình ta, xa cách nhau nay lại một nhà. Đường
trần từ đây. Cùng nhau đồng tâm đất xây, ái ân ấm êm đồng đầy. Nào là lời chúc, rượu bắt đầu rót đầy, cùng uống ca ngon nơi. Quanh miến đồ hót trần ba hiền, mừng ngày em mắng cho vui uống say, đời mình đẹp thôi, mắt vui thôi chờ, vàng tiếng ca em đẹp theo nhịp nhàng trong hân hoan. Sông đất nước reo thanh bình, gia gia tiếng hát thêm toàn tình, đường màu sắc thâm nhờ bình minh. Giang giang tiếng hát thêm toàn tình, đường màu sắc thâm nhờ bình minh.